cảm thấy không? Mình kỳ câu là ai cũng sợ và hết ra. Thẳng rồi đó, đỡ mệt rồi đó. Anh Trương ơi, về trước nha. Hồ Nguyên Tử sắp kết thúc chuyện đi là lò than thở. Rồi. Đây là ngon nhất. Từ nhà cá bự nhất là của tôi. Wow.